Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 42, Đau Liêu Đình Nhạn vừa giả chết vừa mè nheo, cuối cùng cùng dỗ giành được cái trạng thái hóa điên được phân nửa của tổ tông lắng xuống. Hắn dùng ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn cô chằm chằm một lúc, khẽ nhíu mày rồi cúi người bế cô lên. Liêu Đình Nhạn biết hắn đã buông bỏ ý định ép mình tự tay báo thù cô cũng nhẹ nhõm hẳn đưa tay đặt lên bụng mình hít nhẹ một hơi đau là đau thật đấy không già vờ đâu ở thế giới này có thể một ngày nào đó rơi vào tình thế bắt buộc bị dồn vào đường cùng cô sẽ ra tay giết người để bảo vệ bản thân nhưng dưới tình huống hiện giờ mà tóm tay cô ép cô giết người cô sẽ không nghe lời Đương nhiên chủ yếu là vì người ép cô hiện giờ hẳn là có thể coi như có quan hệ khá gắn bó với cô, cô hiểu rõ người đó sẽ không thật sự làm hại mình, vì thế chỉ có ỷ lại mà không hề sợ hãi, còn dám mè nheo nũng nịu. Tuy là năng lực nghiệp vụ chưa thành thạo nhưng ít nhiều gì vẫn có ích. Từ Mã Tiêu Bế Liêu Đình nhạn dậy, đi đến trước mặt Nguyệt Sơ Hồi, Nguyệt Sơ Hồi càng kinh hãi hơn, khóc la ầm ĩ, tha cho tôi đi. Đừng giết tôi. Tôi là thiếu cung chủ của Nguyệt Chi Cung, chỉ cần ngài tha cho tôi, mẫu thân tôi sẽ cho ngài rất nhiều bảo vật quý báu, linh khi, linh đan, n có công pháp vô giá nữa, cái gì cũng được cả. Nàng bị tư mã tiêu định tại chỗ, không nhúc nhích được, chỉ có thể dương mắt nhìn cái chết đến với mình, sụp đổ khóc lớn. Nhiều năm nay, nàng sở hữu thân phận tôn quý, sống những ngày tháng không lo nghĩ, được tất cả mọi người đội trên đầu, không thể nào ngờ được rằng chỉ vì mình nổi cơn nóng này xử lý một nữ nhân thân phận thấp kém lại dẫn đến họa sát thân. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết rốt cuộc hai người trước mặt là ai. Từ mã tiêu không có ý định nhiều lời với nàng ta, lạnh lùng dơ chân đạp lên mặt Nguyệt Sơ Hồi. Nguyệt Sơ Hồi thét lên thất thanh, càng khóc lóc dồn dập hơn. Nếu các ngươi giết ta thì chính là đối nghịch với Nguyệt Chi Cung, mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu chỉ cần hiện giờ các người tha cho ta, tất cả mọi việc ta sẽ không hé răng nửa lời, còn cho các người thân phận danh vọng. Vĩnh, Vĩnh Linh Xuân đúng không? Ngươi cầu xin giúp ta, ta sẽ nói với mẫu thân giúp đỡ giả du cung. Liêu Đình Nhạn vùi mặt vào ngực tư mã tiêu, không có ý định xem hiện trường máu tanh. Cô chỉ là không chịu ra tay giết người, nói thật thì cô cũng chỉ là không thích nghi với quy luật của thế giới này, Thế nhưng cũng không có ý định dùng tiêu chuẩn của mình can thiệp vào hành động của những người khác. Hơn nữa, hiện giờ cô coi như là người của phe phản diện, sao mà giúp người làm mình bị thương cầu xin được? Cái tâm lý kết bạn này hơi bị nhàm rồi á. Bốc. Nghe như tiếng dưa hấu bị dẫm nát vậy, còn có chút tiếng nước rớp ráp nữa. Từ mã tiêu một đạp dẫm nát cái đầu xinh đẹp của Nguyệt Sơ hồi, đến thần hồn trôi lơ lửng của nàng cũng bị đạp nát luôn một lượt. Liêu Đình Nhạn không nhúc nhích, được hắn ôm lấy rời khỏi cung điện Vân Đài. Trên đường, Liêu Đình Nhạn cũng không hề ngẩng đầu nhìn xung quanh, vì xung quanh đây toàn là hiện trường máu me, cái kiểu nhìn thêm một chút thì tối sẽ mơ thấy ác mộng ấy. Mãng xà đen ở bên ngoài, dầu dĩ nhìn một đống thi thể. Không biết một con rắn thể hiện cái sự dầu dĩ như thế nào, tóm lại là nó nhìn đống thi thể kia, mở to cái miệng, do dự ngập ngừng. Nó được tư mã tư nuôi trên Tam Thánh Sơn đã lâu, trở thành cái thùng rác, chịu trách nhiệm ăn xác, duy trì môi trường sống sạch sẽ chỉnh tề của chủ nhân, vậy nên hình thành thói quen cứ thấy thi thể là chạy tới nuốt. Lúc trước không có gì khác để ăn thì cũng thôi đi, thế nhưng đi theo liêu đình nhạn được cho ăn bao nhiêu của ngon vật lạ, có cái nào mà không ngon hơn thi thể đâu, nó thật sự cực kỳ ghét bỏ cái đống rác, này, bây giờ không muốn ăn lắm nhưng mà nếu không ăn ấy, nó lại sợ chủ nhân nổi đóa. Nó cứ vậy cho tới khi tư mã tiêu đưa cô quay lại. Mãng xà đen nhìn thấy luồng khí đáng sợ quen thuộc của chủ nhân, lập tức rụt cổ, mở to miệng chuẩn bị nuốt xác. Tư mã tiêu nhìn thấy mắng cho một câu, cái thứ dơ bẩn gì cũng ăn, ngưng ngay. Mãng xà đen, hồi trước anh có nói vậy đâu, bé na tuổi thân quá, nhưng mà không phải ăn cái đống xác này vui ghê liêu đình nhạn được tắm táp nằm lại trên cái giường mềm mại của mình như ý nguyện cảm thấy cơn đau trong người giảm nhẹ mấy phần lúc cô đang tắm thì tư mã tiêu mất tích quay trở lại trong một thời gian ngắn như thế không biết hắn đã lượn một vòng ở bảo khố nhà nào đem về cả mớ đan dược vị xếp lớn này và bảo khố của canh thần tiên phủ cứ như vào sân sau nhà mình vậy đến rồi đi cực kỳ tự nhiên Liêu Đình Nhạn nuốt lấy hai viên đan dược màu trắng được hắn móc ra, cảm thấy cơ thể ấm áp, lôi linh lực bị ứ động ở vết thương từ từ được hóa giải. Đây là vết thương do tu sĩ lôi bậc hóa thần gây ra, vì Nguyệt Sơ Hồi cảm thấy có không phục dậy dỗ, bảo tu sĩ lôi kia dùng roi dài hệ điện đánh, cái tên đó để dỗ công chúa nhỏ vui còn cố ý để linh lực lôi nổ tung sát vào vết thương, khiến cô đau đến suýt ngất đi. Tay của tư mã tiêu giữ trên vết thương của cô, chậm chậm di chuyển. Bàn tay hắn lành lạnh, theo chuyển động tay của hắn, linh lực lôi tồn động ở khắp nơi cũng bị hắn dẫn ra, linh mạch dễ chịu hơn nhiều, còn thêm dược tính làm dịu bớt, nơi bị tổn thương bắt đầu chậm chậm lành lại. Linh lực bị ngăn cản cũng từ từ chảy ra, tự động khôi phục tổn thương của cơ thể. Còn có một chỗ bị thương khá nghiêm trọng ở trên bụng, đây là do tu sĩ thổ bên cạnh Nguyệt Sơ hồi đá vào. Cái tên béo lùn tịt ấy đá siêu đau, nếu cô không có tu sáu hóa thần thì chắc đã bị hắn đã cho nổ bụng luôn rồi. Có cái giờ cũng chả tốt được đi đâu. Lục phủ ngũ tạng bị thương, một đốm bầm tím trên bụng, không biết có phải tên béo đó dùng năng lực gì đặc biệt không? Trông cực kỳ đáng sợ, cứ đau quặn mãi. Lúc Tư Mã Tiêu vén y phục ở phần bụng của cô ra xem vết thương, vẻ mặt rất khó coi, lạnh giọng nói: "Ban nãy xử lý đơn giản quá rồi." sớm biết mấy thứ đó đã thương nàng thế này, đáng lẽ phải cho chúng chết thảm hơn vậy nữa. Liêu đình nhạn, còn phải chết thảm thế nào nữa? Mấy anh bạn kia chết chưa đủ thảm sao? Mấy người khác không nói, cái anh tu sĩ lôi kia ấy, ngài dùng bạo lôi dưới từ thiên linh của người ta dưới xuống, não với linh mạch nổ nát cả, còn tu sĩ thổ kia, linh phủ cũng bị ngài xé nát rồi, bụng cũng bị móc sạch, kéo ra một đoạn ruột dài thòng lòng còn dùng để siết chết anh em của người ta nữa. Ọe, không được nghĩ tới nữa, sắp nôn mắt. Chính vào lúc này, Từ Mã Tiêu dùng bàn tay móc bụng người khác nhẹ nhàng xoa bụng cô, cô còn cảm thấy dựng hết cả lông, sợ hắn nghĩ quần chơi móc tim cô. Lúc trước hắn tức điên còn đòi giết cô, bây giờ trông cũng tức lắm, rất có khả năng móc bụng xả tức. Hơn nữa lúc nãy hắn móc bụng người ta còn cười nữa, bây giờ xoa bụng cô sắc mặt còn khó coi hơn lúc móc bụng người ta nữa. Chắc là do cảm nhận được sự hồi hộp của cô, từ mã tiêu chớp chớp mắt, đưa tay đắp trên bụng cô, bàn tay động đậy men theo dìa vết thương, cúi người hỏi cô, sợ sao? Cảm thấy như đây là một câu hỏi trả lời thật lòng là chết tươi ngay vậy ấy, vậy là không có bắp nói thật, chứng tỏ là tổ tông cho phép dùng lời giả dối để cầu xin sự sống trong hiểm nguy, vậy là lưu đình nhạn bèn nói, không sợ. Từ Mã Tiêu, bây giờ mà nàng còn chưa biết sợ nữa. Giọng điệu hắn nói câu này rất bình thản, bình thản tới độ khiến người khác hãi hùng. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, mình đi nước này sai rồi sao? Từ Mã Tiêu một tay đỡ lấy mặt cô, xoa vết thương trên mặt cô, nàng phải chịu ít trừng phạt. Liêu Đình Nhạn, mình làm gì sai mà phải chịu trừng phạt? Trừng phạt cái gì? Muốn móc bụng thật hả? Thôi nha móc xong không phải vẫn là mấy người phải trị cho tôi sao? Liêu đình nhạn thấp thỏm ôm lấy bụng của mình, lại bị lột sạch y phục. Cùng một khoảnh khắc, tâm trạng Liêu đình nhạn lại có chút phức tạp. Muốn trừng phạt, kiểu này sao không nói sớm, làm hết hồn. Từ mã tiêu, hình như nàng không có ý định chống cự. Liêu đình nhạn, hà, nếu ngài có yêu cầu ở mặt này thì để ta thử xem cô qua quýt vặn vẹo mấy cái, đừng có như vậy mà, mau ngừng tay lại. Từ mã tiêu đang nổi cơn thịnh nộ suýt tí bị cô chọc cười nhưng hắn lại méo mó mặt mũi một hồi rồi ghìm lại, bóp lấy mặt cô, không được chọc ta cười. Liêu đình nhạn, ai mà biết được cái huyệt cười dị hợm của mấy người mọc chỗ nào, mấy người khó hầu hạ thật đấy có biết không vậy? Từ mã tiêu, không được chống cự. Thế nhưng lúc hắn cúi đầu hôn lên vết thương ở bụng cô, Liêu Đình Nhạn vẫn không chịu được chống cự mấy cái, cảm giác đó thật sự lạ lẫm, chỉ là bị người ta giữ lấy eo, không thoát ra nổi. Mặt nàng đỏ thật đấy, tư mã tiêu ngẩng đầu, đưa ngón cái cạ cả cầm cô, cho người qua hôn cô. Người đàn ông hết sức hung tợn này, động tác lại cực kỳ dịu dàng không hề có chút liên quan đến tính tình của hắn. Có cái Liêu Đình Nhạn đã hiểu vì sao hắn coi chuyện này như một sự trừng phạt lúc đàn ông tư mã ra các người làm cái chuyện này đàn gái đều phải chịu đựng thế này sao liêu đình nhạn thật sự không chịu nổi mà khóc lóc gào thét bàn tay ôm cổ tư mã tiêu bấu lấy vai hắn kéo tóc hắn da rẻ cả người cô đều đỏ ửng cảm giác như bị lửa đốt vậy khó chịu đến mức cô phải lấy đầu đập vào cằm tư mã tiêu thần chí không tỉnh táo khóc ta sắp bị thiêu chết rồi tư mã thị hiếm khi kết duyên với người ngoài một trong số những nguyên nhân là vì phụng sơn linh huyết trong người họ có mang linh hỏa, sẽ khiến người ngoại tộc rất khó chịu. Đặc biệt là lần đầu tiên, nói là trừng phạt, quả là không hoa. Người nuôi dưỡng lửa thiêng như Tư Mã Tiêu, nếu Liêu Đình Nhạn không từng uống ngần ấy máu của hắn, hôm nay tuyệt đối không thể nào chịu được cảm giác linh hỏa sục sôi này. Nhưng Tư Mã Tiêu lại đã ngày đêm chịu đựng cảm giác đó ngần ấy năm vốn không muốn để nàng khó chịu như vậy nhưng nàng làm ta không vui, vậy nên lần này nàng bắt buộc phải chịu, có biết chưa? Hắn hôn lên vầng trán đỏ ao của Liêu Đình Nhạn, khàn giọng nói. Liêu Đình Nhạn khó chịu giữ chặt lấy cổ hắn, chuẩn bị siết chết hắn trên người mình, cứ như chưa nghe thấy hắn nói gì. Tư mã tiêu cắn lấy mặt cô, lại liếm máu tươm ra từ vết thương, cứ như con thú trưởng thành nào đó vỗ về thú con bị thương, lạ không khắc chế được bản tính hung tàn cứ muốn cho cô nếm thêm chút mùi đau đớn hắn vén tóc mai bên má liêu đình nhạn dán sát vào mặt cô không phải lần đầu thần giao nữa nhưng đây là lần đầu tiên vừa có cử động thân thể vừa thần giao liêu đình nhạn đích thị bị hắn chơi cho ngu người đừng sợ có ta ở đây sẽ không có bất cứ ai làm tổn thương được nàng sau này sẽ không đau như vậy nữa cứ khóc với ta không được nén nhịn. Nàng không được khiến ta cảm thấy đau đớn nữa. Từ Mã Tiêu vốn là người dù có một chút thù hằn nhỏ nhặt cũng phải báo, hắn sẽ ra tay giết sạch những người khiến hắn đau đớn, nhưng Liêu Đình Nhạn cũng làm hắn đau đớn, hắn lại không thể giết cô, chỉ có thể chịu đựng đau đớn cô mang tới. Đáng giận biết bao. Nếu như có lần sau, ta sẽ giết nàng. Có thể mang cái chuyện giết người nói ra như nói lời tình tứ vậy? cái tên đàn ông tư mã tiêu này đúng là hết sải. Liêu đình nhạn cảm nhận được suy nghĩ nội tâm chân thật hắn truyền đạt lúc thần hồn giao thoa mà rét run lập cập. Xếp ơi thì ra là anh nói thật hả? Nhưng mà không những không đáng sợ, còn có chút cay cay ở mũi. Cô nhớ tới lúc trước đi học giáo viên có giảng về những di chứng sau khi thần giao. Nếu tình cảm càng sâu đậm, càng yêu thích đối phương thì người nàng bị thương lòng ta đau, không chỉ còn là một câu nói mà thật sự sẽ tồn tại trạng thái như vậy. Nếu không thì tại sao những đôi đạo lữ kề cạnh ân ái nhau nhiều năm lại lựa chọn kết thúc tính mạng mình sau khi người thương chết đi? Cùng sống cùng chết không phải là một sự cưỡng chế nào đó, chỉ là tình cảm chín mùi, không muốn sống một mình trên cõi đời này. Cô vô thức càng ngày càng ỉ lại vào tư mã tiêu, thứ tình cảm này ảnh hưởng qua lại, Cô cũng không biết rốt cuộc là mình ảnh hưởng đến Tư Mã Tiêu nhiều hơn hay là Tư Mã Tiêu ảnh hưởng tới mình nhiều hơn. Trời yêu nảy mầm ra hoa trong tim, mỗi lần thần hồn do thoa đều là một trận mưa móc, vậy nên trời yêu ấy cứ liên tục nảy mầm. Lúc trước, linh phủ của Liêu Đình Nhạn là một khoảng trời xanh vời vợi, không biết từ khi nào lại có thêm một khóm hoa rộng lớn. Lúc thần hồn của Tư Mã Tiêu đến nghỉ ngơi trong linh phủ nàng, thích nhất là rơi vào khóm hoa ấy. Linh Phủ của Tư Mã Tiêu là một vùng đất khô cằn, chỉ là không biết từ bao giờ lại xuất hiện một chốn bồng lai. Ở đó không có nghiệp hòa đỏ rực, không có đất đai khô hạn mà mọc ra một khóm hoa, hưởng thụ một luồng sáng duy nhất. Sau khi Liêu Đình Nhạn ngủ mê đi, Tư Mã Tiêu sờ thử nhiệt độ trên trán cô. Bên trong cơ thể cô đang có biến đổi, sau lần này, cơ thể cô sẽ đặc biệt hơn tu sĩ bình thường khác, sau này có bị thương nữa, cô sẽ phục hồi rất nhanh. Nói đến cũng thú vị, huyết mạch tộc tư mã càng lớn mạnh, thân thể bị thương lại càng khó lành lại, lại có năng lực trị thương nhanh chóng cho người khác. Tư mã tiêu lấy cái lồng gà núi treo ở bên ngoài xuống, chút hai con gà ra, biến chúng lại thành hình người. Hai huynh muội Vĩnh Linh Xuân và Vĩnh Thi Thu trở về với thân phận của mình, sẽ không nhớ được khoảng thời gian qua đã xảy ra những gì, còn tung tích của hắn và Liêu Đình Nhạn sẽ bị chôn vùi ở đây. Họ bắt buộc phải rời khỏi đây. Chương 43, phòng ngự. Lúc cung chủ Nguyệt Chi cung biết được tin tức cái chết của Nguyệt Sơ hồi con gái mình gần như phát điên. Cả đời bà chỉ có được một đứa con gái, nâng như trứng hứng như hoa, giờ lại chết đột ngột như vậy, không tìm ra thần hồn, còn không có cách ký gửi hồn phách. Nguyệt cung chủ đỏ ngầu cả hai mắt, mang theo lực lượng hùng hậu đệ tử Nguyệt cung đi đến Tử Lưu Sơn cung điện từng nguy nga tráng lệ bị cái chết che lấp. Tất cả những đệ tử đến cùng đều nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trên núi. Nguyệt cung chủ không có tâm trí để ý những người này, xông thẳng vào nội điện. Đã có người canh giữ thi thể của Nguyệt sơ hồi nhưng lại không dám động đậy. Nguyệt cung chủ nhìn thấy tình trạng thê thảm của thi thể con gái, đau đớn hét giống lên nhào tới trước. Là ai? Là kẻ nào đã giết chết sơ hồi của ta? Nguyệt cung chủ không giữ được nét diễm lệ ngày thường, Mặt mũi hung tợn như ác quỷ, một tay ôm lấy thi thể lạnh băng của Nguyệt Sơ Hồi, hai mắt hung tợn nhìn tu sĩ ở bên cạnh. Tu sĩ kia là người của Miên gia, gia tộc phụ thuộc của Nguyệt Chi cung ở ngoại phủ, Nguyệt Sơ Hồi được đưa đến ở tại Tử Lưu Sơn, họ là những người phụ trách để con gái trong nhà kề cận làm bạn, mỗi ngày đều tới Vân An, dâng ít lễ phẩm gì gì đó. Hôm nay bọn họ tới đây, phát hiện Tử Lưu Sơn bị mùi vị máu tanh bao lấy một khoảng không chết chóc không người. Nhận thấy không ổn liền lên xem sao mới phát hiện tử Lưu Sơn đã bị người ta tàn sát, đến Nguyệt Sơ Hồi và mấy tu sĩ hóa thần cũng chết thảm ở đây. Lập tức gửi tin tức đến, người đang đứng canh giữ lúc này là một đệ tử có năng lực của miên gia, những ngày này thường ra ngoài du ngoạn cùng Nguyệt Sơ Hồi. Người nói đi, là kẻ nào? Nguyệt Cung Chủ như mất đi lý trí, tu sĩ miên thị thầm than khổ, làm sao y biết được là ai? có thể làm ra chuyện thế này, nhất định không phải tay vừa. Y quỳ xuống thấp giọng khuyên giải mấy câu, Nguyệt Cung Chủ vẫn bi thương đan lẫn phẫn nộ, nghiến giọng nói, sơ hồi của ta sống ở đây, ta đã căn dặn các ngươi chăm sóc cho kỹ càng, các ngươi thì giỏi rồi, đến việc sơ hồi của ta bị ai giết chết cũng không biết. Tu sĩ miên thị cuốn quýt giải thích lại bị Nguyệt Cung Chủ trưởng bay ra xa, rơi đập xuống đất. Những người khác trong miên gia sắc mặt đều khó coi, ánh mắt lộ vẻ khiếp hãi, không dám nhìn nhiều, ai nấy đều cúi đầu đứng ở một bên, sợ bị Nguyệt Cung chủ chút giận đánh chết giống như y. Nguyệt Cung chủ thu lại thi thể của Nguyệt Sơ Hồi, nói với người của Nguyệt Cung do mình mang tới, cha, đi cha cho ta, ta nhất định phải tìm được hung thủ sát hại con ta, lột ra rút gân, xé vụn thần hồn, khiến chúng đền mạng cho con ta. Bà ta lại nhìn sang những tu sĩ miên thị, gần giọng Tất cả những tu sĩ chăm sóc con ta vào những ngày này đều phải đền tội cho cái chết của con ta. Vì sự căm phẫn của Nguyệt cung chủ, cái chết của Nguyệt Sơ hồi trở thành chuyện lớn nhất trong nội phủ canh thần tiên phủ. Có thể dạy ra được đứa con gái như Nguyệt Sơ hồi, Nguyệt cung chủ cũng không phải loại hiền lành gì, mấy đời Nguyệt gia của bà ta đều là cung chủ của Nguyệt chi cung, là một trong những thế lực lớn đứng trên đỉnh canh thần tiên phủ. Hiện giờ Nguyệt Sơ hồi đã chết, bà ta không chỉ mất đi đứa con gái duy nhất mà còn cảm nhận được một mối nguy khó lường. Quyền uy của Nguyệt Chi Cung bọn họ bị người khác khiêu khích, mặt mũi bị người khác trà đạp dưới đất. Ngày nào còn chưa tìm ra hung thủ để giết chết thì ngày ấy bà ta không thể dập được lửa giận trong lòng, chỉ e sinh ra tâm ma. Nội phủ ngoại phủ canh thần, vì chuyện này mà đã chết không ít người, một người mẹ đau đớn chìm vào điên cuồng, chuyện gì cũng có thể làm được, vì ra tay quá chớn trưởng môn sư thiên lũ không thể không đến khuyên can bà ta. Lúc sư thiên lũ đi đến Nguyệt Chi Cung, Nguyệt Cung chủ đang nổi cơn tam bành, mấy đệ tử của bà ta đi truy tìm nguyên nhân cái chết của Nguyệt Sơ Hồi lại không có chút phát hiện, chỉ biết rằng kẻ giết Nguyệt Sơ Hồi tu sáu cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa nhìn cách hành sự dường như có thâm thù đại hận với Nguyệt Sơ Hồi, vậy nên rất có khả năng là do kẻ thù của Nguyệt Chi Cung gây ra. Nguyệt cung chủ không hề muốn nghe những lời này, bà ta chỉ muốn tìm ra kẻ thù. Cho các ngươi thêm thời gian nửa tháng nữa, nếu không tìm ra được manh mối có ích khác thì đều tuẫn táng theo sơ hội của ta. Nó với các ngươi tình cảm thắm thiết, thay ta đi cùng với nó, ta cũng yên tâm. Mấy đệ tử đều đổ hết mồ hôi lạnh, quỳ nguyên tại chỗ, sắc mặt mỗi người một khác. Một người trong số đó do dự, sư phụ, lúc chúng con điều tra từ Lưu Sơn còn tìm thấy một nhân chứng sống, là một nữ tử bị giam trong địa lao, không có ai canh giữ, tên là Vĩnh Linh Xuân, con gái của thiếu cung chủ dạ du cung. Nghe nói là trước đó chọc giận Nguyệt Sư Tỷ mới bị bắt giam trong địa lao, chỉ là không biết cô ta có liên quan gì đến chuyện này hay không. Người đứng bên cạnh Nguyệt Cung Chủ nói, việc này thanh sư đệ đã hồi báo rồi, Vĩnh Linh Xuân kia tu sáu kém cỏi, thân phận hèn mọn, chẳng qua là ở trong địa lao may mắn thoát chết mà thôi. Ta thấy cô ta chưa chắc có liên quan gì tới hung thủ. Nguyễn sư đệ, ta thấy đệ vẫn nên điều tra kỹ càng thêm thì nên, đừng có dùng mấy chuyện không liên quan sâu sắc này lãng phí thời gian của sư phụ nữa. Nguyệt cung chủ lạnh giọng, không cần biết ả có liên quan gì tới hung thủ không, làm con ta không vui, giết ả để sơ hồi của ta xả giận. Sư Thiên Lũ dắt theo mấy đệ tử bước vào, nhàn nhạt, nhạt nói: Nguyệt Cung Chủ, vẫn là đừng nên tạo sát nghiệp nữa. Mấy ngày nay bà gây ra không ít động tĩnh, gần đây có không ít người đến chỗ ta phàn nàn. Nguyệt Cung Chủ cười lạnh, ngài cứ vờ như mình tốt lành gì lắm ấy. Số người chết trong tay ta có so được với ngài không? Bớt ở đó làm bộ làm tịch với ta. Người chết có phải con gái ngài đâu, ngài tất nhiên không hiểu được tâm trạng ta rồi. Bà ta nhìn chăm chăm sư thiên lũ, đột nhiên quay ngoắt, nếu không có chuyện gì ngài chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của ta, ngài đang nghĩ gì, không ngại nói thẳng. Sư Thiên Lũ cũng không tức giận, chỉ cho mọi người lui xuống, nói với Nguyệt cung chủ, chuyện này ta phải nhúng tay vào. Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Tư Mã Tiêu. Sắc mặt Nguyệt cung chủ thay đổi. Sư Thiên Lũ tự biên tự diễn, từ sau lần đó, Tư Mã Tiêu vẫn không xuất hiện lần nào nữa thế nhưng ta biết rõ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lại quay về. Ta nghi ngờ hiện giờ hắn đang ở trong canh thần tiên phủ, vẫn chưa lộ diện là do hắn bị thương nặng vẫn chưa lành, bà cũng biết đấy, hắn bị thương rất khó hồi phục, lúc này e là vẫn đang dưỡng thương, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng tìm hắn về. Nguyệt cung chủ cuối cùng cũng trầm trầm mở miệng, nếu như theo ngài nói, tại sao hắn lại giết sơ hồi của ta? Sư Thiên Lũ hỏi lại, "Con người Tư Mã Tiêu cần lý do để giết người sao?" Nguyệt cung chủ biết Sư Thiên Lũ vẫn luôn tìm kiếm Tư Mã Tiêu nhưng hễ có gì khác lạ, gã đều sẽ cho người âm thầm điều tra, thần hồn nát thần tính, lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn hoài nghi Tư Mã Tiêu cũng rất bình thường, chỉ là hung thủ quá phách lối, Nguyệt cung chủ lại cảm thấy không mấy khả năng là do Tư Mã Tiêu gây ra. Hắn bị thương nặng đến thế, hiện giờ đáng ra phải trốn chui trốn nhủi như con chuột dưới cống ngầm, sao lại dám ngang tàng hóng hách giết chết con gái bà ta. Trừ khi hắn thật sự không sợ chết, thấy hắn bị thương còn biết chạy trốn là biết ngay hắn dù sao vẫn còn sợ chết. Nguyệt cung chủ thầm nghĩ tới nghĩ lui, giọng điệu chậm lại, ngài muốn điều tra cứ việc điều tra, nếu có thể thay ta tìm ra hung thủ sát hại con gái ta, ta đương nhiên sẽ không quên ân tình này. Sư Thiên Lũ quay về từ Nguyệt Cung ra lệnh cho người khống chế hết tất cả những người từng gặp Nguyệt Sơ hồi, Vĩnh Linh Xuân có liên đới cũng bị giam tại một nơi khác. Liêu Đình Nhạn cảm thấy mình như sốt cao một đợt, bệnh mơ màng hết mấy ngày trời, đợi đến lúc hồi phục được thần trí đã qua mất mấy ngày. Vết thương trên mặt đã khỏi, gò má trơn láng. Vết thương trên bụng cũng đã không còn, cơ thịt trắng nõn mượt mà, linh mạch trong cơ thể càng hoàn toàn bình an vô sự, cô ngủ một giấc dậy, từ người thương tật lại biến thành một con cá sinh khí dồi dào. Quả nhiên, song tu trị thương cứu người, tự cổ trí kim không phải chuyện lừa gạt. Từ mã tiêu xoa bụng cô rồi nắn nắn như kiểu không đã tay lắm, với tay tới những chỗ khác bên trong lớp áo, như đang nghĩ không biết chỗ nào thì đã tay. Không đúng. Liêu đình nhạn lập tức chặn lấy ngực nằm xuống, ta đang yếu lắm. Từ mã tiêu, nàng nghĩ là ta đuôi rồi đúng không? Liêu đình nhạn, không phải, chỉ là em nghĩ anh sẽ diễn với em, quên mất anh là thứ trai thẳng mắc dịch. Cô kéo lại vạt áo của mình rồi thương lượng, ta thật sự không ổn, ta cảm thấy hình như nát thận rồi, nếu mà thật sự phải chọn, vậy chọn thần giao được không? Từ mã tiêu bị cô chọc cười, hắn không nghĩ tới chuyện đó nhưng cái cảm giác liêu đình nhạn bị hắn dọa cho rụt cổ thì hắn lại thích, thế là làm ra vẻ muốn đè lên trên. Này, Liêu đình nhạn chở người, tay chân lanh lẹ lăn vào trong giường. Sau đó cô nhận ra, hình như cái giường này sai sai, không phải là cái giường lớn cô đã quen thuộc mà là một cái giường siêu to khổng lồ khác, diêm rúa lòe loẹt lộn xộn cả lên. Địa điểm cũng sai sai, sao lại đổi một nơi lạ hoắc nào thế này? Nhận ra là một nơi lạ lẫm, cô lại cuộn người về lại bên cạnh tư mã tiêu, ôm chặt cánh tay hắn, chúng ta đang ở đâu? Từ Mã Tiêu bị cô nắm lấy cánh tay, không muốn dọa cô nữa, nằm trên cái giường mềm mại, giải thích đại mấy câu, Phong Hoa Thành, bây giờ nàng là Sư Dư Hương, thành chủ ở đây. Sư, Liêu Đình Nhạn nắm bắt cái họ này, lại nhìn sang Tư Mã Tiêu. Bọn họ đánh thẳng vào doanh trại địch rồi sao? Phong Hoa Thành là một tòa thành nhỏ nhưng vị trí rất tốt, nằm trong nội phủ canh thần tiên phủ. Sư Dư Hương là người của tộc Sư thị nội phủ thân phận khá là cao. Chính là cháu gái của đệ đệ sư thiên ký của trường môn sư thiên lũ, đường chủ của ngư đường hôm trước. Con người sư thiên ký tuy không so được với huynh trưởng sư thiên lũ về những năng lực khác nhưng năng lực đẻ con thì mạnh hơn nhiều, là nhân vật nổi cộm trong số các xếp lớn cấp cao của canh thần tiên phủ, y đẻ ra cả một đám con, đám con lại đẻ ra một đám cháu. Sư Dư Hương chính là một trong số bao la biển cháu gái của Sư Thiên Ký nàng không được sủng ái nhưng vì thân phận người nhà họ sư, vẫn có được rất nhiều cuộc cải, đầu để nàng sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Cô tiểu thư sư dư hương này thường ngày rất yêu thích mấy tên đàn ông ẻo lả, chơi hết mấy tên dùng vốn tự có để kiếm tiềm của Phong Hoa Thành, còn nuôi rất nhiều Mỹ Nam để bầu bạn, vậy nên bên ngoài đều gọi Phong Hoa Thành của nàng là Phong Nguyệt Thành. Một cái thân phận như vậy nhưng cảm giác tồn tại lại không cao, Thuộc nhóm nhân vật dìa lại không ai ngó ngàng trong đại gia tộc, không thể không nói, từ mã tiêu thật biết lựa người. Hơn nữa, thân phận hiện tại của hắn là một tên ẻo lả mà sư dư hương nuôi. Hắn cũng đúng là không thèm quan trọng hư vinh, co được giãn được. Liêu Đình Nhạn, ngài hẳn biết là diễn xuất của ta không được tốt lắm đúng chứ? Trời dáng trọng trách cho tôi, tôi không làm đâu. Từ mã tiêu ban đầu không biết, sau đó đã biết. Hắn liếc xéo Liêu Đình Nhạn, nàng cảm thấy đầu óc ta có vấn đề hả? Nhưng người đầu óc không có vấn đề sẽ không kêu cô đi làm gián điệp. Liêu Đình Nhạn, tất nhiên là không vấn đề. Tuy là miệng tôi nói không nhưng lòng vẫn nói có. Từ Mã Tiêu, không cần nàng làm gì hết, cứ lo mà ngủ đi. Liêu Đình Nhạn yên tâm nằm xuống. Bé rắn đen hí hửng bò tới, đuôi đang chói một con chuột bạch. Liêu Đình Nhạn ăn chuột thì đi chỗ khác ăn đừng có ăn trên giường cô thầm nghĩ mình ngủ rồi chắc tổ tông sẽ không cho rắn ăn thấy nó đói tới tự đi bắt chuột ăn rồi bé rắn đen lắc lắc cái người đặt cái đuôi trói chuột xuống trước mặt cô liêu đình nhạn thôi tao không ăn đâu mày ăn đi tư mã tiêu phì cười liêu đình nhạn ông lại làm sao nữa khi không lại cười nhạo người ta từ Mã Tiêu ôm lấy cô, ta cười một chút nàng đã biết ý ta, sao lại không biết ý con rắn đần độn này. Liêu Đình Nhạn, cái tên này đang lừa cô nói mấy lời xến sẩm đây mà, đúng là boi tâm cơ. Từ Mã Tiêu, con chuột này là sư dư hương. Lần này thì Liêu Đình Nhạn đã hiểu, thì ra bé rắn đen đang giới thiệu đồng đảng mới cho cô. Liêu Đình Nhạn không hỏi hai con gà núi với vợ chồng yêu tinh bò kia đi đâu rồi. Bớt chút chuyện thì cuộc sống mới nhẹ nhàng. Chuột bạch nhỏ bất lực bị con rắn đen cuốn lấy lôi tới lôi lui, sau khi thể hiện một vòng trước mặt Liêu Đình Nhạn thì bị đưa đi đùa nghịch. Chỉ còn lại hai người yên lặng nằm ở đó, nằm đến tối, Tư Mã Tiêu ngồi dậy, gãi một vòng cổ của Liêu Đình Nhạn, "Dậy đi, theo ta tới một nơi." "Liêu Đình Nhạn, ờ." Cô còn tưởng Tư Mã Tiêu đưa cô đi đâu đó lãng mạn không ngờ hắn lại đưa cô đi quét sạch một cái bảo khố nào đó, gom về một đống pháp bảo cao cấp. Từ mã tiêu đi trong bảo khố rớt đầy bụi, cứ như đi siêu thị vậy, liếc nhìn pháp bảo linh khí trưng bày bên cạnh, cái nào thích hợp lại đưa Liêu Đình Nhạn cầm lấy. Liêu Đình Nhạn lật tới lật lui mấy món pháp bảo linh khí trông có vẻ lợi hại, cảm thấy kỳ lạ, từ mã tiêu trước giờ không dùng đếm những thứ vật ngoài thân này. Những món pháp bảo này là để làm gì? tư mã tiêu, phòng ngự. Liêu đình nhạn, còn gì nữa? Từ mã tiêu, phòng ngự. Liêu đình nhạn, còn nữa không? Từ mã tiêu, ta đã nói rồi, để phòng ngự. Liêu đình nhạn, vậy nên toàn là pháp bảo phòng ngự. Hiểu rồi, mấy món này là dành cho cô cả. chương 44, tăng cường phòng ngự. Những món pháp bảo phòng ngự này có muôn hình vạn trạng, có cái hình kẹp tóc vòng tay, khuyên tai, có cái thì dạng lắc chân, mấy món này còn được, cô còn đeo được, nhưng mà cái loại làm thành áo giáp còn là size XXXL thì mặc kiểu gì? Lấy áo giáp rồi cũng thôi đi, cái khiên hình tròn nhìn như cái mai rùa kia mà cũng lấy. Từ mã tiêu muốn biến cô thành cái lô cốt di động hay gì? Liêu đình nhạn thấy tư mã tiêu cầm lên một cái khuyên mũi nặng trịch, giòn mó coi bộ vừa lòng lắm, Cô hơi đau đớn vì hắn đã quên mất khái niệm thẩm mỹ. Bước lên trước nắm lấy tay hắn. Cái khuyên mũi này thì thôi đi. Bắt ta dùng thì rơi cái mũi xinh đẹp của ta xuống mắt. Tư mã tiêu, hà. Cái này là khuyên mũi sao? Liêu đình nhạn, đúng rồi đúng rồi. Cái khuyên mũi này chắc để cho châu bò ấy. Lố quá, đừng có lấy nữa. Tư mã tiêu, ta thấy được mà. Liêu đình nhạn, tổ tông, ta không thấy được hắn đi qua liêu đình nhạn, lại cầm lên một cái giáp vai, đó là một miếng giáp vai cỡ siêu lớn nạm đầy đá quý, chắc là để một tráng sĩ 18 múi cơ bụng mặc. Trông hắn khá là thích thú, lấy giáp vai đi. Liêu đình nhạn không ngờ được niềm vui thích tận đáy lòng hắn lại cuồng dại như vậy, vẻ mặt sắp hết nén nổi luôn rồi. Từ mã tiêu đi phía trước, nhưng nhìn thấy được vẻ mặt của Liêu đình nhạn, lộ ra dáng vẻ không nhịn được cười. Liêu Đình Nhạn vẫn không bỏ cuộc, còn muốn vùng vẫy thêm, kéo lấy áo Tư Mã Tiêu, mấy món này là đều cho ta sao? Tư Mã Tiêu bình thản, tất nhiên là đều cho nàng rồi. Liêu Đình Nhạn không thể không lôi thực lực nũng nịu của mình ra, nhưng mà người ta không có thích, thôi đi được không? Tư Mã Tiêu cong khóe môi, hắn đã nghe thấy Liêu Đình Nhạn mắng thầm hắn trong lòng, cũng dữ dội lắm. Hắn cầm lên một cái vòng cổ anh là cực kỳ đẹp đẽ, đưa cho Liêu Đình Nhạn xem, hỏi cô, thích cái này không? Cái vòng cổ anh lạc có ngọc yến tường vân rũ xuống, hoa văn bọc lụa, nạm khắc đá quý màu đỏ, đính tua rồ ánh kim, trên chuỗi vòng cũng có hoa văn chạm rỗng chi tiết, hết sức tinh tế. Liêu Đình Nhạn, thích chứ. Ngài thấy chưa, cái này đẹp biết bao. Mấy câu nói bình thường chút của tổ tông vẫn mang tính thẩm mỹ. Từ mã tiêu vứt cái vòng cổ anh lạc sáng một bên, phát ra âm thanh loảng xoảng Tiếc là không phải pháp bảo phòng ngự, nên không có cần. Bà mẹ nó. Thằng cha này bị gì vậy? Hắn có tình cảm với mình thật đó hả? Thứ tình cảm cây khế gì vậy? Sư Dư Hương chính là lão đại trong phong hoa thành của mình, không ai quản được nàng. Hầu cận bên cạnh toàn là một đám ẻo là tu sáu không cao nhưng đủ mắt lòng mát mắt mắt. Liêu đình nhạn đến nơi này, sống tự do hơn lúc trước ở học viện, dù gì giờ cô cũng hết tiết rồi, còn có cảm giác nhàn hạ như tới kỳ nghỉ. Chỗ sư dư hương sống điều kiện tốt hơn ở học phủ, so ra cũng không kém gì với cung điện ở Bạch Lộc Nhai, từ đó có thể thấy đãi ngộ của người nhà họ sư thật sự rất rất tốt. Từ lúc đến thế giới này, Liêu Đình Nhạn đã thấy được quá nhiều cung vàng điện ngọc, quá nhiều bảo bối, bây giờ có có chút ý nghĩ coi tiền bạc như phù du. Cô bây giờ đã ngủ với tên sư tổ Tàn Bạo nhất sống trong căn phòng xa hoa nhất. Đeo pháp khí phòng ngự xấu nhất. Sau khi quay về, Liêu Đình Nhạn từ chối mặc hết đống đồ đó lên người mình, chỉ ngã thẳng xuống cái giường mềm mại, vui mình vào trong cái mền bông mây mềm mại, không hề nhúc nhích, kháng cự trong im lặng. Từ mã tiêu không thèm lo tới cô, còn không thèm nhìn cô, chỉ mang theo mấy món đồ kia đến nơi khác. Liêu Đình Nhạn không thấy hắn động đậy gì, bỏ dậy ráo giác tìm cũng chẳng thấy ai. Liêu Đình Nhạn, chắc chắn Tổ Tông đang làm gì đó. Cô cảm thấy ban nãy tư mã tiêu đơn thuần chỉ chọc mình cho vui, thứ đàn ông gì đã mấy trăm tuổi rồi mà có lúc còn ấu trĩ như đứa con nít, nói hắn là trẻ dậy thì quả không ngoa, cô có đứa cháu ruột học tiểu học còn trưởng thành điềm đạm hơn hắn, cháu cô còn biết tặng hoa cho bạn gái mà mình thích, sáng sớm còn mang sữa cho người ta uống nữa. Liêu đình nhạn bĩu môi, tìm một cái bậc thoải mái bên ngoài để ngồi lại âu sầu mò mẫm rút ra một bình đạn dược rồi ngậm lấy mấy viên cái này được lấy trong bảo khố kia cô chỉ đơn giản thấy bình đẹp liên cầm lên xem từ mã tiêu liếc nhìn rồi nói mùi vị loại đan dược này cũng ổn dùng xong thanh tịnh liêu đình nhạn bèn mang về cô không biết làm thế nào mà từ lúc sốt cao tỉnh lại cứ luôn cảm thấy trong lòng cứ bứt rứt làm gì cũng không yên ổn coi cái này như kẹo ngậm thanh lọc cơ thế, Ăn mấy viên quả nhiên cảm thấy linh đài yên tĩnh hơn hẳn. Liêu Đình Nhạn, thậm chí còn muốn niệm kinh bái Phật. Từ Mã Tiêu tìm được một căn phòng yên tĩnh để luyện khí, mớ pháp khí phòng ngự bị tùy tiện chất đống một bên, hắn cầm từng cái lên xem xét mày mò rồi lại ra tay dung luyện, luyện thành hình các loại viên ngọc với hoa. Sau cùng, hắn cầm lấy chuỗi vòng anh lạc lúc trước vứt đi trước mặt Liêu Đình Nhạn, dung luyện những hạt ngọc kia với món pháp bảo này liêu đình nhạn thức giấc trong sự bình yên thấy mình bị dồn ở một bên tư mã tiêu hiên ngang chiếm lấy cái bảo tọa rộng rãi của cô để cô nằm người cô bò dậy thấy trước ngực tư mã tiêu có thêm gì đó nặng nặng cúi đầu xem thử thì là một cái vòng cổ anh lạc cái vòng cổ vốn dĩ đã đẹp điểm thêm một ít hạt ngọc với mấy bông hoa nhỏ càng đẹp hơn nữa liêu đình nhạn có chút thích thú không muốn rời tay thầm nghĩ tổ tông trước đó còn làm bộ làm tịch vứt đi giờ cũng sách về rồi đấy thôi. Cô cẩn thận cảm nhận một lát, lại phát hiện ra gì đó không đúng. Chức năng chính của cái vòng cổ anh lạc chính là một vật chữ, có hơi vô dụng đối với tu sĩ hóa thần tự động có không gian mở rộng. Thế nhưng hiện giờ hình như đã trở thành một pháp bảo phòng ngự đính kèm chức năng chữ đồ. Cô mày mò sử dụng một hồi, trong lòng không kìm được tặc lưỡi, thầm nghĩ rốt cuộc tư mã tiêu là cái bảo bối thần kỳ thuộc chủng loại gì. Sao hắn lại biết luyện khí? Từ mã tiêu mở mắt ra nhìn cô. Liêu đình nhạn vét lấy cái vòng cổ anh lạc, ngài tự tay luyện cho ta sao? Từ mã tiêu hừa nhẹ như một câu trả lời. Liêu đình nhạn tò mò, ngài học luyện khí ở đâu đấy? Mấy tiết học lúc trước cô không có nghe cho có. Giáo viên giảng kiến thức cơ bản khá là toàn diện. Nghe nói luyện khí khó cực so với những loại tu luyện khác có thể coi là mấy môn kiểu toán lý hóa ở của học sinh hiện đại, không có thiên phú là không thể hiểu nổi. Tóm lại cô là không được rồi, xem giản lược nhập môn luyện khí một hồi là lập tức thức thời từ bỏ. Tổ tông lúc trước bị nhốt ở Tam Thánh Sơn, sao hắn lại học được mấy kỹ năng này? Từ mã tiêu hỏi ngược lại cô, cái thứ dễ ẹt vậy cũng phải học sao? Đối với hắn mà nói thật sự rất dễ dàng, Tam Thánh Sơn có mấy quyền thuật pháp lưu truyền, Tuy hắn không muốn học nhưng ngày tháng trôi qua thật sự quá lâu, lúc chán lại xem một ít, lâu dần liền thông suốt. Hơn nữa có ưu thế hơn những tu sĩ bình thường khác, vì trong người hắn có linh hỏa. Liêu đình nhạn, bị cái luồng chói lóa trên người tên khốn khiếp này chói mù cả mắt. Ta không cần phải mấy thứ giáp mũ đó trên người nữa đúng không? Liêu đình nhạn dơ cái vòng cổ xinh đẹp sư tổ tặng, cảm giác thoát khỏi được nguy hiểm. Tư mã tiêu, biết nghĩ chút là biết không lẽ ta thật sự để nàng mang mấy cái thư đó thật sao? ờm với cái tư duy hiểm hóc của tư mã tiêu việc này thật sự khó nói liêu đình nhạn cười với hắn tất nhiên là ngài sẽ không làm vậy rồi ngài là tốt nhất mà tư mã tiêu trong lòng nàng có nói vậy đâu liêu đình nhạn tâm trạng ta rất bình tĩnh đáng lẽ ngài không nghe được ta nghĩ gì mới đúng chứ từ mã tiêu giữ lấy đầu cô ngả tới người mình, vẻ mặt nửa cười nửa không, không cần nghe cũng đoán được. Ơm, ờ, đoán thì đoán. Liêu đình nhạn không sợ hắn chút nào, còn cúi đầu nhìn kỹ càng cái vòng cổ anh lạc, đếm xem có bao nhiêu mảnh cấm chú phòng ngự trên đó. Ngoài việc dung luyện vào đó pháp bảo phòng ngự có sẵn, hình như còn tự mình luyện ra pháp bảo phòng ngự mới, lợi dụng chức năng chữ vật sẵn có, cuộn vào rất nhiều loại pháp khí phòng ngự càng nhìn càng đếm không xuề liêu đình nhạn nằm xuống tư mã tiêu đếm xong rồi à liêu đình nhạn đếm không hết nhiều vậy ta thấy có khi không dùng tới tư mã tiêu cười hừ sắp dùng được rồi liêu đình nhạn cô quay đầu nhìn tư mã tiêu lại thấy hắn đã nhắm mắt mấy ngày nữa nàng sẽ biết hắn làm gì cũng không thích nói ra đợi đến lúc tự hắn thấy cũng sắp được rồi đột nhiên lại bắt đầu gây chuyện. Liêu Đình Nhạn cũng đã quen với cách làm này của hắn rồi, dù gì mà nói hắn cũng là tổ tông mà, cái đẳng cấp khó hiểu cũng phải là đẳng cấp tổ tông. Nếu đổi lại là người khác, có thể sẽ bị hắn làm cho phát điên nhưng tính tò mò của Liêu Đình Nhạn chỉ kéo dài quá lắm 10 phút, suy nghĩ muốn mày mò gì đó cũng rất có giới hạn, vậy nên cô lười hỏi nhiều, đợi nước tới chân rồi tính. Mấy ngày nay cô khó chịu cồn cào trong lòng, lại không tìm ra nguyên nhân. Ngủ còn ngủ không ngon, còn rất nóng này, là một con cá muối nóng này. Từ mã tiêu cáo bẩn thấy cô như vậy lại rất thản nhiên, lâu lâu còn dùng ánh mắt hiếm có nhìn cô quạo quọ Trông cô như thế thiếu điều còn muốn vỗ tay cổ vũ cô nổi điên thêm tí nữa xem thử. Liêu đình nhạn, muốn uống sen sa cun ghê. Tối hôm đó có mưa to, còn có sấm chớp. Tiếng sấm cực kỳ lớn, cứ như đánh lên đỉnh đầu người ta, Liêu Đình Nhạn tự dưng thấy có gì đó rờn rợn, hơi sờ sờ. Lần đầu tiên nửa đêm cô không phải bị tư mã tiêu lay tỉnh mà là bị sấm đánh tỉnh giấc. Mình bị sao thế này, làm gì trột dạ bắt đầu sợ sấm chớp rồi sao? Liêu Đình Nhạn ngồi trên giường nghĩ mãi mà không ra, lại thêm một tia chớp đánh xuống, cô cảm thấy tim đập thình thịch, không nhịn được bắt đầu lay tư mã tiêu. Tư mã tiêu có ngủ đâu, hắn chỉ nhắm mắt vậy thôi. Liêu đình nhạn lay hắn cả buổi trời, không thấy hắn mở mắt ra, lại thấy khóe miệng hắn nhếch lên. Liêu đình nhạn im lặng dây lát, ấn tay lên một chỗ nào đó trên người hắn. Cuối cùng tư mã tiêu cũng mở mắt ra. Liêu đình nhạn hết sức nghiêm túc, ta nghe tiếng sấm cảm thấy có chút hoang mang, ngài nói xem vì sao vậy. Trước đây ta có như vậy đâu. Tư mã tiêu, bỏ tay ra, nếu không nàng sẽ lập tức bị xét đánh. Liêu Đình Nhạn liếc nhìn chỗ đó của hắn, ngài giải thích với thiếp xem đây là cái quan hệ nhân quả gì vậy à? Không lẽ cái đồ chơi đó của ngài còn dẫn xét đánh người được hả? Cô kích động hét lớn trong lòng. Từ mã tiêu trở mình cười lớn. Tự nhiên lại bị cô chọc trúng huyệt cười lần nữa. Hắn cười đã đời, móc lấy sau gáy liêu đình nhạn, ôm cô vào người. Nàng sắp đột phá rồi, sẽ rất nhanh có lôi kiếp mới thế này. Liêu đình nhạn há hốc, nhớ tới chuyện này đúng vậy hình như cô sắp đột phá rồi không thể trách sao cô không có cảm giác chân thực được dù sao cũng không phải tự mình tu luyện từng bước một lúc trước là vì hoa phụng sơn huyết ngưng cô đột phá nhiều lần như vậy cũng không có lôi kiếp trơn chu đi từ đầu tới cuối không có chút thử thách nào lần này vẫn là lần đầu tiên tu sáu của cô tăng cấp quá nhanh trước đó song tu với tư mã tiêu lại lên được thêm một chút Lời nói ban nãy của hắn có ý đại khái là nếu bây giờ song tu thêm tí nữa có khi cô sẽ đột phá luôn ngay tại chỗ, không cần phải chịu sấm sét ở đây nữa. Liêu đình nhạn thở dài, xoa xoa ngón tay, hiểm quá trời hiểm. Có cái sao trạng thái trước khi đột phá giống tiền mãn kinh quá vậy? Còn nữa, tổ tông tình cảm làm cho cô bao nhiêu là giáp phòng ngự là để cô cản lôi kiếp, cứ tưởng lúc trước cô bị ăn hiếp kích chúng hắn rồi. Liêu Đình Nhạn ngẫm nghĩ một lúc, vờ vịt thỉnh giáo, chắc ta sẽ không phải tu sĩ hóa thần đầu tiên chết do chịu không nổi lôi kiếp đâu nhỉ. Dù sao cũng là đi đường tắt, cô có hơi trột dạ. Từ mã tiêu còn ở đó làm ra vẻ ngầu, ta không cho nàng chết thì nàng không chết được. Ok, ngài là đỉnh nhất. Ngày hôm sau Liêu Đình Nhạn mới phát hiện, tổ tông đúng là đỉnh thật sự. Có biết tại sao ta lại chọn sư dư hương không? Từ mã tiêu sách con chuột bạch do sư dư hương biến thành, nói với Liêu Đình Nhạn, bởi vì cô ta cũng là tu sĩ hóa thần, sắp đột phá rồi. Người nhà họ sư đều có đãi ngộ đặc biệt, người nhà họ sắp đột phá có thể đến lôi minh sơn cốc ở canh thần tiên phủ, đột phá trong cái khe hốc nào đó. Ở đó, màn chắn thiên nhiên có thể cản được một phần lớn lôi kiếp, dù là đệ tử tệ giặc nhất của sư gia cũng không thể bị xét đánh chết được. Hơn nữa ở đó còn cất giấu một bí mật có thể khiến tu sáu của tu sĩ đột phá ở đó tăng thêm một cảnh giới nhỏ trong vòng mấy ngày. Càng lên cao càng khó tăng tu vi, một cảnh giới nhỏ như thế này người bình thường phải tu luyện mấy chục hơn trăm năm. Từ Mã Tiêu muốn để Lưu Đình Nhạn thay thế Sư Dư Hương đến Lôi Minh Sơn cốc đột phá. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn